chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và ngày hôm nay mình phát hiện ra một cây súng vô cùng đã luôn mình không biết là cây súng này thì sau này bbb có mạnh hay không thì các bạn xem trong video này thì hãy để lại ý kiến bên dưới ha các bạn để lại cái sự đánh giá của mình thì chủ yếu là mình sẽ review về cây súng chứ không chả nói gì nhiều về combo ha rồi thì uh, hiện tại cái súng này mình đã cài lên được uh, 305 Mastery Đấy thì uh, lát mình sẽ cho các bạn xem uh, Mình sẽ chỉ cho bạn cài nó nhanh lắm Cài nói chung là giờ cài bằng trái mắt ma thôi uh, uh, Đối với cây súng này thì uh, chiêu bắn thường Nó sẽ gây được 2270 đam Nhưng mà khi bật haki lên thì mình sẽ gây được lượng đam to hơn Là 2659 đây là mình chỉ mới 305 battery thôi nếu mà mình mát 600 battery á thì cái điểm này mình sẽ được cộng vô là 300 uh, 380 308 thì uh, lúc này thì, uh, thì 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 uh, cái mình nghĩ là mình bắn được khoảng uh, chắc đâu đó khoảng 2.8 dam ấy đó là sau này mình sẽ cố gắng mình farm nó lên 600 battery được coi là như thế nào rồi đòn đánh thường bắn được uh, gây ra lượng đam tương đối lớn và bắn thì dễ trúng ha. Thì cái nó nó bắn được nó bay nhanh nè. À. Và cái cái tầm xa của cái súng này thì cũng thuộc dạng là tương đối xa. Nếu mà so với cây súng độc thì đam của cái súng độc nó to hơn. Đam bắn thường súng độc thì nó nằm tới 3.000, ngàn, 3.000 ngàn mấy mình không nhớ. Thì nó rút độc nữa mà. Nhưng mà cái rút đó, cái súng độc thì mình nhớ là hình như nó hồi độc nó hồi hồi chiêu chậm hơn cái súng này và mỗi cây súng đều có một u và nhược điểm riêng và tiếp theo là chiêu của cái súng này để mình uh, tiêu diệt cái con quái này cái đó các bạn uh, chiêu z chiêu z này á, thì uh, nếu như sử dụng bình thường này như thế này nè bạn sẽ không thấy cái sự cái, cái gì đặc biệt từ nó hết nó mới gây được ba ca rưỡi đam đúng không nhưng cái sự đặc biệt của cái 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 cái, uh, cái, cái chiêu z này á, là nó có khả năng dí các bạn đây mình sẽ bắn đây ha các bạn coi nè Đấy, nó tự target mục tiêu và nó đuổi theo. Mình đã thử bắn với người rồi, chạy qua chạy lại thì nó vẫn sấy theo và bắn trúng. Mình không biết là đối phương lướt nhanh quá thì có hụt hay không, nhưng mà mình thấy là nó có thể dí theo được. Còn về haki và haki né thì nó né được nha các bạn, chắc chắn luôn. này bật haki né thì nó né được đây. Đó, nó tự target theo mục tiêu. Nghĩa là cái này giờ nó sấy lâu quá thì nó không trúng. Vậy thì vẫn có khả năng là đối phương vẫn né được các bạn. Đó, kiểu là nó sao nó, nó, nó quá rồi nó sấy vô không trúng nè Thì nếu mà đối phương lướt 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 là hụt nè Rồi tiếp theo là chiêu ít Chiêu này là mình rất là thích hiệu ứng của chiêu này Nó rất là đẹp Nó đốt một cái ngọn lửa xanh Và cái ngọn lửa xanh này thì nó sẽ gây một cái lượng đam không hề nhỏ đâu Nhưng mà mình phải giữ được đối phương trong đây à, Nó sẽ gây được khoảng sáu ngàn mấy Tại vì ở đây nó có mấy con quái Mình sẽ dụ mấy con quái thì ra mình sẽ đi mình sẽ dụ mình sẽ thử đi ở, ở, ở cái con quái ở đây luôn ha cho bạn xem là nó gây được bao nhiêu đam với chiêu ít này nhưng mà nếu mà nói gì mà kiểu mà BB chả ai đứng trong đây cả chỉ khi mà bạn đi với tem á thì cái súng này á nó sẽ đặt cái ngọn lửa dưới đây thì nó sẽ phá được haki thứ nhất là phá được haki thứ hai là khi mà đồng đội bạn khống chế chẳng hạn như sử dụng trái gumu hay là những cái trái quỷ khống chế khác như trái bóng tối này kia thì nó sẽ gây ra tối ưu cái lượng đam tám nghìn đam không phải là lượng đam nhỏ đâu Lúc nãy mình nói 7 ngàn mấy đam mà không biết sao giờ nó gây tới 8 ngàn mấy ừ, Chắc là lúc đó thì mình thử trên con minh gà mà Mà lúc đó con minh gà nó yếu quá Rồi nó gây được 8 ngàn đam ừ, Qua hai kỳ thì tất nhiên là nó sẽ bị giảm lại đó à, nếu bạn sử dụng những trái quỷ mà có khả năng khống chế lại rồi những cái loại mili hay những loại vũ khí mà nó khống chế toàn thời gian thế mình thấy tốt nhất là nó đi chung với một tem á để nó khống chế lại được thì um, à, 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 nãy giờ thì hai chiêu này á, là chỉ là cơ bản về thôi đúng không? còn uh, kiểu mà về khả năng dồn đam mình thấy cái này dùng đam cũng đáng nể. ví dụ như bạn sử dụng một trái băng bạn không chế là được, hay là ở đối phương hay gì đó, thì uh, bạn bắn thường trước một cái và sử dụng chiêu Z đây là 6.000 đam, hoặc là bạn sử dụng chiêu Z trong lúc bắn thường 6.000 đam này lên quái thì lên người thì chắc còn khoảng ba bốn ngàn gì đó, nhưng mà cũng là một lượng đam sốc vô cùng lớn đây nè. Mình bắn chiêu rồi mình bắn thường luôn cũng được Đây này đạn nó đang hồi các bạn à, Đôi lúc thì uh, mình làm á uh, Nhiều khi á, uh, mình muốn làm như vậy Nhưng mà nó không được như vậy kiểu như uh, tay chân nó chậm rồi đây Đó các bạn thấy không uh, Vừa cái viên đạn này vừa bay ra Cái chiêu Z vừa bay ra trúng đối phương là viên đạn nó cũng bay tới Thì mình gây ra được 6.000 đam Trời cái này á, uh, mà Đối phương mà bị khống chế là dồn đam cũng đã chứ các bạn 6.000 đam các bạn thấy ghê chưa nó cứ bắn đường dồn chung vậy à, rồi còn về chiêu ít này thì phải có một cái gì đó khống chế lại thì bạn sử dụng ở đây mình sử dụng trái mắt ma là do mình farm nó nãy giờ chứ không phải là nó dùng để combo chung và à, nói về combo chung của nó thì chắc cũng được mà à, kiểu như mắt ma mà giữ được đối phương với ngọn lửa thì thôi lúc đó thì lúc đó thì, thì 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 cũng chết chắc rồi đúng không giữ được với cục nhâm thạch chết chắc rồi cần gì mà phải thêm cái ngọn lửa của cây súng này rồi, mà nãy giờ nói về lửa, công nhận có lửa là tăng đam mà các bạn biết sao không? Cái này lửa xanh luôn nghe. À. Lửa xanh là lửa nó lên nó 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 nóng hơn lửa đỏ. Đấy. Bởi vậy nên là cái gì chứ liên quan tới lửa là đam nó to vậy các bạn, các bạn thấy ghê không? Nó lại vô cùng hợp lý. Rồi để mà farm mastery của nó thì ban đầu á các bạn cứ kiếm quái đi, bạn bạn, bạn kiếm boss á, bạn farm lên cho có chiêu này trước, bạn đánh hai con boss là đủ 150 rồi. Đấy, bạn dùng trái gì cũng được mà xong bạn đánh thấp máu con bó trước rồi bạn dồn đam còn khi mà có đủ chiêu một rồi á, chiêu 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 chết rồi á thì lúc này đó là mình sẽ đi farm quái farm quái sẽ nhanh hơn farm boss thì uh, mình sẽ sử dụng chiêu cuối trước rồi sau đó nè mình sẽ giữ lại mình giữ lại một tí rồi mình sử dụng chiêu c sau sau đó thì dụ bầy quái ra khỏi đây đó vừa vừa quái ra khỏi tí thì mình bắn súng cái như vậy thôi là mình cứ farm mastery easy đấy đối với các bạn sử dụng trái vật tổ thì canh máu nó khó lắm tại vì đấm thì nó không bao giờ nó điều máu được cho nên đó, đối với cây 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 súng đó, những loại như là súng thì bạn nên sử dụng những trái quỷ khác để bạn farm điển hình đây là trái mắt ma thì bạn sử dụng hai chiêu hoặc là bạn có thể sử dụng những trái khác nhưng mà theo mình thấy thì mắt ma bây giờ nó dễ farm quá mắt ma chỉ cần hai chiêu là xong à mình nhận nhiệm vụ cái đó rồi thì uh, nãy giờ các bạn xem về chiêu thức của cây súng này thì các bạn thấy nó hợp lý với loại uh, vũ khí nào nó hợp với trái quỷ nào nè rồi mili nào các bạn commenter bên dưới để mình mình đọc commenter thì mình sẽ uh, lưu ý mình uh, sẽ học hỏi được cái từ các bạn rồi mình sẽ làm video á đây mình làm lại nè đấy nè, giữ chưa xe tí rồi xong bây giờ là như vậy là xong quái ra cái e, xong như vậy là mình đã farm ui Con này con à rồi xong một một viên đạn nữa là xong à đối với đó là cái trường hợp là khi mà mình à, mới có chiêu 150 đúng không? Chiêu Z là mình farm lên 300. Còn trường hợp của mình á, nếu mà mình farm lên 600 mastery cũng tương tự như vậy thôi mà thậm chí là chắc là mình xài một cái chiêu cuối của cái à, à, magma thôi là cũng đủ chứ không không cần mà đến nỗi mà thêm một chiêu C đâu các bạn. Đây mình sẽ thử ra ha như thế nào. Nó là như thế này thì cái combo này là mình pha ồ lộn Cái combo như mình nói lúc nãy là đủ không? Một chiêu cuối là sau đó chuyển qua súng Ui cái này farm cũng nhanh phải chứ Bây giờ mà các bạn nói mà mà farm không ngon thì còn thế nào farm ngon Ui ui ui, ui. Rồi Xem cái này cái này phải, phải 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 đứng lâu trên không hơn như là lúc nãy mình nên sử dụng chiêu c rồi mình dồn những ngon hơn nó là sử dụng chiêu C xong mình nhảy xuống là mình đổi qua súng mình sử dụng hai chiêu là được thì uh, cái lửa này nó đốt chậm quá cứ tưởng đâu là đốt nhanh rồi thì um, mình đã review về cây súng này và các bạn cảm thấy sao về cây súng này cũng như là video này của mình hãy để lại bình luận bên dưới và mọi cái đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha